Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại à, tiếp tục gặp gỡ nhau để chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Truyền nhân phái màu Sơn cuốn số 2. Thưa quý vị, à, cũng sau đây một một giờ thì lúc 21 giờ 30 trên kênh Hẻm Truyện Ma chúng tôi tiếp tục phát hành tập số 3 của bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê để phục vụ quý vị. À, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. đột nhiên tôi cảm thấy ông tôi rất là đáng thương ông tôi tôi cảm thấy ông tôi cũng giống như tôi đều là sống những chuỗi ngày cô độc không người thân để nương tựa tuy trước đây ông tôi đã có gia sản là địa chủ nhưng mà cuối cùng cũng đã thành trắng tay tuy ông tôi đã sắp sửa có vợ thế nhưng cuối cùng cũng không được sống cùng với nhau thì ông tôi có một người đệ tử nhưng mà lại không ở bên cạnh ông tuy ông có một đứa cháu nuôi là tôi nhưng mà rồi hai người cũng mỗi người một nơi Một người trong nhà tù Một người phiêu bạt lênh đênh trong cuộc đời Tôi chỉ biết thở dài thu tư duy lại Nhìn ánh mắt chờ đợi của miêu thập Tôi nói với ông ta Trần Quốc Hùng ở Trần Gia Thôn chính là ông của tôi Tôi đưa mắt nhìn miêu thập Phát hiện ra miêu thập đang vô cùng kinh ngạc Tiếp theo ông ta lắc đầu cười mà nói Cậu mày là người không có sao tuy chỉ là một lời nói rất lạnh nhạt nhưng mà tôi cũng hiểu sẽ được ý nghĩa trong câu nói của ông ta ông ta đang vui mừng vì vừa rồi tôi đã không bị mất mạng vì hai con quỷ linh nhi nếu không chắc ông ta sẽ phải sống những tháng ngày dày vỏ ân hận cũng đúng thôi tự tay giết chết cháu của sư phụ chỉ cần là một người còn niệm chút tình cũ thì nhất định cũng sẽ phải ân hận cả hai chúng tôi đều nhìn nhau cười khổ Vốn dĩ là hai người thân gặp nhau phải lao tới ôm lấy nhau mà tay bắt mặt mừng, chứ không thể có một cảnh tượng giống như vừa rồi. Tôi chỉ còn biết thở dài, số phận đã đùa cợt với chúng tôi, khiến cho hai người thân phải ra tay đổ sắt lẫn nhau. Không biết là hai chúng tôi đã trầm mặc bao nhiêu lâu, cuối cùng thì miêu thập cũng đã mở miệng trước tiên ông ta hỏi, hiện tại sư phụ đã ra sao? tôi lắc đầu nhắc đến ông trong lòng của tôi bỗng dậy lên một sự thương cảm tôi đem những sự tình về sư phụ kể lại một lượt cho miêu thập nghe sau cùng tôi nói với ông ta không biết nên hiện tại ông tôi có còn ở trong nhà giam hay không tôi không biết được liệu ông còn sống hay đã chết sau khi miêu thập nghe xong những cảnh ngộ mà ông tôi gặp phải ông ta vừa chấn kinh vừa tỏ ra thương cảm ông ta luôn miệng tự hỏi chính mình Tại sao lại có thể như vậy? Có thể nhận thấy tuy mưu thập chỉ sống vòn vẹn cùng ông tôi có 3 năm Dù mấy chục năm chưa hề gặp lại Nhưng tình sư đồ thì vẫn còn tồn tại như lúc trước Không nhạt nhẽo giống như những sư đồ khác Nhắc đến ông trong lòng của tôi vô cùng buồn bã Trong lòng của tôi đã từng phát thể Lần này trở về tôi nhất định sẽ đi tìm ông Nhất định tôi sẽ đón ông tôi về Ông tôi đã phải chịu khổ cực cả một đời đã phải sống một cuộc đời cô độc, tôi tuyệt đối không để cho ông phải sống những năm tháng cuối đời như vậy." Tôi chậm chậm ngẩng đầu lên nói với Miêu Thập, "Ông là đệ tử của ông tôi, vậy thì tôi phải gọi bằng sư thúc hay là như thế này đi, Miêu gia thôn không còn thích hợp để sống ở đây nữa, chúng ta cùng nhau quay về tìm ông có được không? Nếu như ông tôi có thể gặp lại ông chắc chắn sẽ rất vui mừng." Nào ngờ miêu thầm sau khi nghe tôi nói sắc mặt của ông ta thoáng có chút thay đổi. Nhưng sau đó thì ông ta lắc đầu mà nói. Không được, người về đi. Nghe những lời nói này trong lòng của tôi hoàn toàn đổ vỡ. Có lẽ tại tôi đang hy vọng ông ta cùng tôi quay về tìm ông tôi quá chăng? Hay là tôi đang rất muốn những tháng ngày cuối đời ông tôi có thể gặp lại người đệ tử duy nhất của mình? Vì thế mà tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình tôi nói miêu gia thôn đã không còn có người sinh sống ông không thể tiếp tục ở đây một mình nếu ông không nguyện cùng tôi trở về trần gia thôn vậy thì về chỗ cửa hàng của tôi cũng được đúng vậy chỉ cần miêu thập đồng ý tôi sẽ nguyện đem cửa hàng giao lại cho ông ta chỉ cần ông ta buông bỏ hận thù ở trong lòng chỉ tiếc rằng miêu thập vẫn lắc đầu cự tuyệt ông ta nói cảm ơn ý tốt của ngươi tạo hóa đã đùa cợt với con người kiếp này đã chủ định ta không có duyên với ngươi ngươi hãy mau chóng đi đi mau rời khỏi đây thế ông ta vẫn cứ chấp ý không chịu nghe theo lời nói của tôi chẳng biết làm gì hơn tôi đành phải chấp tay chào rồi quay người rời đi nhưng đúng vào lúc đó thì từ phía sau lưng của tôi đột nhiên vang lên câu nói của ông ta ngươi đi về đi còn người họ dương kia ở lại Nghe những lời nói này, toàn thân của tôi run rẩy, đến lúc này thì tôi bắt đầu sợ hãi, tôi thực sự rất sợ hãi, tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ trong lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Trong lòng của tôi rối bời, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi không biết nên khuyên Miêu Thập dừng tay hay là tôi nên buông tay bỏ mặc. Khuyên ông ta ư, liệu ông ta có nghe theo lời khuyên của tôi không? Hiển nhiên đáp án là không thể. Nhưng nếu tôi buông tay bỏ mặc Tôi chắc chắn sẽ không thể làm được Tuy ông nội Dương Quyền đã làm hại toàn bộ những người dân trong miêu gia thôn Cùng với người vợ chưa cưới của ông tôi Nhưng mà tôi cũng không thể vì những lý do này mà buông tay mặc kệ Nếu ông ta bị miêu thập hại chết Cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình Điều khiến cho tôi cảm thấy đau lòng là miêu thập vẫn không chịu buông bỏ được thù hận Thường nghĩ mà xem một người từ nhỏ đã phải sống trong chuỗi ngày cô độc một mình, sau đó hết lần này cho đến lần khác, mất đi sự ấm áp của gia đình. Từ nhỏ đã sống trong nỗi hận thù, một người như vậy không phải là rất đáng thương hay sao? Trước đó tôi đã bảo ông ta đi cùng tôi đi về tìm ông nội. Ông ta vẫn còn trầm tư như nhớ lại chuyện cũ. Tôi biết miêu thẩm đang rất nhớ đến sư phụ. Ông ta cũng muốn trùng phùng với ông tôi nhưng mà trong lòng ông ta vẫn không thể buông bỏ được hận thù ông ta vẫn chấp nhận buông bỏ đi tất cả vẫn đâm đầu vào trong thù hận có lẽ từ lâu miêu thập đã chọn cho mình con đường như vậy đó chính là tuyệt lộ nhưng mà ông ta đã chấp nhận như vậy tôi cảm thấy miêu thập là một con người rất đáng thương hoặc cũng có thể là ông ta là thân nhân của tôi cho nên trong lòng của tôi càng thêm chua xót Chầm chậm quay đầu lại tôi chăm chú nhìn ông ta mà nói Miêu thúc, miêu thúc nhất định phải làm như vậy hay sao? Đây chính là số mệnh của ta Khi ta được người dân trong miêu gia thôn nhặt về Ta đã gần như sắp chết đói Đây là trời xanh chủ định ta phải báo thù cho ngọ Miêu thập gật đầu nói Nếu như tôi ngăn cản miêu thúc làm như vậy thì sao? Tôi vẫn chăm chú nhìn vào mắt của ông ta mà nói Trong lòng của tôi cũng đã có quyết tâm cho dù tôi có mất đi cái mạng nhỏ này thì cũng sẽ không thể để cho ông ta tiếp tục có những việc ngu ngốc ấy từ chồng lên nhân ác cho chính mình nào ngờ đột nhiên miêu thập bật cười tiếp sau sắc mặt của ông ta tỏ ra lạnh nhạt và nói việc này không do người quyết định được nói xong miêu thập vùng dậy bốc một nắm đất nhét vào mồm tiếp theo trong mồm ngập đất miêu thập hết lớn thế gian vô tín khi ngô tâm vạn ban khổ nan nguyên thủy khởi ngô hận hữu nhân oán niệm nan bình sinh từ luân hồi hà tài bảo ứng tuần hoàn hà thường ngô đại bách vong hồn ứng thể diêm vương mình sát ngô bi ngô oán ngô hận thủ ngô vạn thế chi luân hồi thường ngô hận chi tuyệt môn hoàng tuyền thiệu thiệu hà xứ minh lý nhìn miêu thầm làm như vậy làm sao tôi không hiểu ra được ông ta đang kêu gọi hàm oan ứng thể tôi kêu lên một tiếng không xong rồi chuyến này thì không xong thật rồi trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn tôi quay đầu chạy vừa định mở miệng bảo dương quyền chạy đi thì đột nhiên bên cạnh tôi âm phong nổi lên cuộn cuộn sương đèn che kín cả bầu trời tôi chỉ cảm thấy giống như ngày thế giới hủy diệt đang chuẩn bị xảy ra đến nơi đúng lúc này bên tay của tôi vẫn thấy tiếng rầm rập cùng với tiếng ngựa hí của thiên binh vạn mã Liền ngay sau đó, từ trong đám sương mù đen xuất hiện một đoàn người ngựa. Những người mới xuất hiện này trên tay đều cầm một chiếc đèn lồng, chỉ có điều ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng đó không đủ phát sáng và trong màn sương đen dày đặc. Chính vì vậy, tuy đoàn binh mã đã được tới trước mặt của tôi, nhưng tôi vẫn không nhìn rõ được bộ dạng của bọn họ. Nhìn thấy đoàn binh mã này, tôi có thể nhận ra, đây chính là những người tới từ âm ti địa phủ âm binh quá cảnh từ nhỏ đến lớn tôi đã được nghe ông tôi kể rất nhiều những câu chuyện về âm binh quá cảnh nhưng mà bây giờ thì mới thực sự được nhìn thấy chính xác đây chính là âm binh quá cảnh có rất nhiều cách nói khác nhau về âm binh quá cảnh một số thuyết cho rằng âm binh quá cảnh chỉ là một đoàn âm binh để áp giải một số oan hồn tương truyền những người có thể nhìn thấy đều là do trên người dương khí đã suy yếu hoặc là thời vận đang cực xấu phàm là những người trông thế âm binh quá cảnh mấy ngày hôm sau đều sẽ chết còn sở dĩ có âm binh quá cảnh đa phần là do chiến tranh bệnh dịch xảy ra vì số người chết quá nhiều quỷ sai câu hồn làm việc không xuể cho nên mới nhờ đến âm binh âm tướng cũng có thuyết cho rằng âm binh quá cảnh là do diêm vương đi tuần trên dương thế cho nên mới dẫn theo âm binh âm tướng đi mở đường những người sống mà gặp phải chuyện này tốt nhất là nằm dạp xuống đất tuyệt đối không được ngẩng mặt lên nhìn. Nếu để cho âm binh phát hiện ra, âm binh sẽ tội tắt ba ngọn dương hòa ở trên người. Người đó sẽ bị ốm nặng, thậm chí là còn bị âm binh câu hồn đi. Chị nghe thấy trong đám sương mù đen có tiếng nói, sân hận chi tâm bất khả khởi, giới định tuệ tam học bất năng vong. Kiều oán của người đã sớm ghi chép trong sổ thịt ác, âm dương hài giới có báo ứng tuần hoàn, đi thôi lời nói vừa dứt tiếp theo âm phong nổi lên cuồn cuộn đám sương mù đen rất nhanh chóng bị những luồng âm phong cuốn đi không còn thi đầu nữa tôi quay đầu lại nhìn về phía ban nãy miêu thập đang ngồi chỉ thấy lúc này miêu thập đang nằm yên ở dưới đất hiển nhiên ông ta đã chết nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng thương cảm tôi không thể ngờ được cuối cùng kết quả lại như thế này có lẽ miêu thập cũng không ngờ được kết quả lại như vậy Kỳ thần khi mà miêu thầm đọc hàm oan, tôi đã biết được miêu thầm nhất định sẽ phải chết. Những người khác có thể không hiểu được ông ta đang làm gì, nhưng tôi thì có thể hiểu được. Đó chính là ông ta đang gọi hàm oan ứng thể. Thế nào gọi là hàm oan ứng thể? Nói trắng ra chính là kêu oan với địa phủ, khiến cho tất cả những âm hồn dưới địa phủ đều nghe được oan tình của ông ta. Làm như vậy sẽ khiến cho Diêm Vương nổi giận khiến cho Diêm Vương phải cho người lên để giải quyết. Còn tại sao so với trước khi kêu oan lại phải nhét một nắm đất vào mồm? Đó chính là vì muốn cho các quỷ hồn ở dĩ âm ti nghe được tiếng kêu oan của ông ta. Bởi vì người sống nói tiếng của người sống, quỷ có cách nói chuyện của quỷ. Con người nói chuyện với nhau quỷ không nghe thấy. Ngược lại quỷ nói chuyện với quỷ con người cũng không thể nghe thấy được gì. Nắm đất nhét vào miệng đại diện cho đã nhập thổ đại diện cho người đã chết cho nên nếu ngậm đất trong miệng đương nhiên quỷ sẽ nghe thấy được trong giới pháp sư cách nói này gọi là quỷ thoại có điều hàm oan ứng thể là một loại pháp thuật vô cùng cực đoan nói trắng ra là không khác gì đánh bạc với chính mạng sống của mình bạn cứ nghĩ mà xem sĩ ẩm tì có biết bao nhiêu là quỷ hồn làm gì có con quỷ hồn nào mà không có oan ức càng không nói đến những quỷ hồn chết do hàm oan bị người ta sát hại những con quỷ hồn này đất nghe được tiếng kêu hàm oan ứng thể của bạn bạn thử nói xem liệu sẽ âm ty có làm loạn lên không âm ty làm loạn đương nhiên là diêm vương sẽ phải tới để hóa giải đi việc này nếu không bạn vẫn liên tục kêu gào hàm oan nhưng mà diêm vương là người điều hành cao nhất ở dưới âm ty ông ta bị những lời hàm oan của bạn làm cho tức giận cho nên khi âm binh xuất hiện Chưa chắc bạn đã có một kết cục tốt đẹp Bởi vì bạn đang làm đảo lộn trật tự dưới âm ti Cho nên rất khó mà thoát được Cho dù bạn đúng hay là bạn sai Đương nhiên cũng không phải là ai kêu gọi hàm oan cũng đều bị chết Còn phải xem oan tình và tâm tính của bạn Nếu tâm tính của bạn hiền lương mà gặp phải oan ức Chẳng hạn như là oan tình của bạn có thể khiến cho Diêm Vương cũng phải chảy cả nước mắt thì đương nhiên âm ti cũng không làm khó khăn cho bạn được. Ngược lại còn bắt tất cả những kẻ đã gây ra oan tình cho bạn về âm phủ, sau đó mang về âm phủ để trị tội. Tâm tính của miêu thập thì không cần phải nói đến, ngay cả chết ông ta cũng còn không có sợ. Câu nói thủ ngô chi vạn thế luân hồi, thường ngô hận chi tuyệt môn, chính là biểu thị cho tâm tính của ông ta Vạn thế chi luân hồi câu nói này là ông ta đánh đổi một vạn kiếp không để đầu thai, để đổi lại đối phương sẽ phải bị tuyệt diệt, đền bù cho oan tình tuyệt môn của Miu Gia Thôn. Cho nên mới nói, kêu gọi hàm oan ứng thể là một cách thức đánh bạc với Diêm Vương, dùng hàng vạn kiếp luân hồi của mình để đánh đổi, để có cơ hội báo hận rửa thù. Nếu ông ta thắng, cả gia tộc của Dương Quyền sẽ phải chết hết, nhưng nếu thua thì miêu thập sẽ phải mất đi tính mạng rất hiển nhiên thì lần này miêu thập đã thua ông ta đã bị đám âm binh ban nãy bắt đi Đi chính là kết cục của ông ta kết cục này tôi đã dự đoán được nhưng mà người dân trong miêu gia thôn quả thật là bị oan rất là đáng thương tội ác của dương gia là vô cùng thâm trọng nhưng mà nhân quả báo ứng đã có số định những người làm điều ác đều bị giảm phúc giảm thọ hoặc là chịu hình phạt đọa làm súc sinh, thiên đạo đều có những định số. Nhưng mà Miêu Thập đi báo kiều như vậy chỉ làm tăng thêm ác nghiệp cho riêng mình. Nếu ai cũng tự ý bó hận rửa thù đi như vậy thì oan oan tương báo chẳng phải là âm dương hai cõi đều loạn hết cả rồi hay sao? Cho nên ông ta đã thua. Đó là do ông ta không sao buông bỏ được oán hận trong lòng của mình. Có lẽ lúc nãy Diêm Vương nói với Miêu Thập không hề sai tâm sân hận không nên có giới định tuệ tam học không được quên thương tâm của miêu thập chất chứa đầy sân hận ông ta sống cả cuộc đời trong ý nghĩ báo thù số phận của ông ta quả thật quá thê thảm nhìn thi thể của miêu thập trong lòng của tôi có hàng vạn mối đan sen trầm trọng bi thương và bất lực Tôi còn đang đứng nhìn thi thể của miêu thập không biết dương quyền đã đến bên tôi từ lúc nào khi mà ông ta nhìn thấy miêu thập đang nằm bất động trên mặt đất thì dương quyền không hề có chút vui mừng nào khi biết mình vừa thoát chết ngược lại ông ta còn tỏ ra buồn bã như tôi thậm chí có thể nhận thấy ông ta đang tỏ ra rất thương cảm đúng vậy dương quyền là một người vô tội nhưng ông ta đã biết được tất cả những sự việc này đều do tổ tiên của dương tạo nghiện cũng có thể trong lòng của ông ta khi biết được tất cả những cái chết của dân trong miêu gia thôn đều do ông nội của mình gây ra. Ông ta đã không còn oán hận việc miêu thập tìm ông ta để báo thù nữa. Có lẽ trong lòng của ông ta, miêu thập cũng là một người rất đáng thương, rất đáng được đồng tình. Sau một hồi trầm mặc thì Dương Quyền quay sang tôi hỏi, bây giờ phải làm như thế nào có nên mang xác của miêu thập về không? Tôi liền lắc đầu mà đáp, ông ta không muốn rời khỏi đây nếu ông ta đã sống ở nơi đây Vậy thì hãy để cho ông ta ở lại đây Cùng với những người dân trong miêu gia thôn Sau đó thì chúng tôi đều đã quyết định Tạm thời cứ quay trở về nhà trước đã Ngày mai sẽ quay trở lại chôn cất trong miêu thập Cùng với tất cả hơn trăm quốc quan tài Đang để lộ thiên nơi bãi đất hoàng đó Dương Quyền gật đầu Ông ta quỳ xuống vái lại miêu thập vài cái Đồng thời nói vài câu xin lỗi Sau đó hai chúng tôi bắt đầu trở về Rời khỏi miêu gia thôn trên đường trở về cả hai chúng tôi không hề nói chuyện, mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩa của riêng mình. Tôi vốn nghĩ rằng hôm nay tôi khó mà thoát chết trở về, vốn cho rằng đối thủ của tôi sẽ là một đại ác nhân, vốn cho rằng tôi cứu được hai anh em của Dương Quyền từ tay của tên ác nhân đó. Tôi sẽ rất vui mừng mới phải, nhưng mà thực tế đã bị hoàn toàn đảo lộn, con nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Tôi cũng không ngờ rằng tôi vẫn còn sống, cũng không ngờ được rằng đối phương không phải là một kẻ đại gian đại ác, cũng không ngờ được rằng đối phương lại là người thân của mình. Càng không thể ngờ được rằng tuy đối phương đã chết, nhưng trong lòng của tôi lại buồn vô hạn. Tôi đã nhiều lần tự hỏi chính mình tôi nhúng tay vào việc của nhà họ Dương, rốt cuộc là đúng hay là sai. Nếu như tôi ghi nhớ lời của ông tôi dặn, tuyệt đối không được nhúng tay vào phá pháp của người khác thì như vậy tôi sẽ không phải đối mặt với những tình cảnh như thế này. Tôi cũng biết rất rõ, nếu như tôi không nhúng tay vào, gia đình của Dương Quyền sẽ phải chết hết. Nhưng mà tôi không phải là một thần nhân, tôi càng không muốn cho người đệ tử duy nhất của ông tôi gặp phải cảnh như vậy. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi, miêu thập sẽ không chết. Nếu ông biết tôi đã hại chết đệ tử duy nhất của mình, liệu ông có mắng tôi không? Tôi lắc đầu cười khổ Có lẽ sẽ là như vậy Trong lĩnh vực tình cảm thân nhân bao giờ Cũng được coi trọng hơn là những việc đúng sai về thiện ác Tôi thở dài Có lẽ đây cũng chính là nhân quả Ông tôi dạy pháp thuật cho miêu thập Cũng tức là đã trầm xuống cách nhân Khiến cho tôi phải đi đối đầu với quả Cũng như rừng bán tiên Đã hại chết hơn trăm mạng người Của miêu gian thôn Ngày nay miêu thập đi tìm dương quyền để báo thù Đó là chính quả nhân quả báo ứng tuần hoàn không hề giả đây tất cả đều do trời xanh đã an bài từ trước khi chúng tôi vừa rời khỏi mưu gia thôn bầu trời bắt đầu rạng sáng tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời mặt trời bắt đầu xuất hiện phía chân trời tôi thở một hơi dài nếu như đó là nhân quả thì cứ mặc cho nó trôi đi mặc cho ai đúng ai sai là nhân hay là quả tất cả đều cũng đã qua trẻ sành vốn đã sắp đặt tất cả tôi có muốn cũng chẳng thể làm được gì thu lại tư duy phía trước đã nhìn thấy chiếc xe của dương quyền đã đậu tối ngày hôm trước bên đường có ông lão đang nhìn theo chúng tôi đây chính là lão bá hôm qua đã chỉ đường cho chúng tôi nhìn thấy chúng tôi đã quay trở lại lão bá tỏ ra vô cùng kinh ngạc lão bá hỏi chúng tôi có thực sự chúng tôi đã đi vào nghĩa địa núi đầu châu hay không tôi liền gật đầu nói Chúng cháu đã vào đó Có điều là lão bà nói rất đúng Sau này không được bất kỳ ai vào nơi đó nữa Nói xong chúng tôi bắt đầu lên xe nổ máy và rời đi Để mặc cho ông lão nghi hoặc nhìn về phía nghĩa địa núi Đầu Châu Đúng vậy, nghĩa địa núi Đầu Châu là nơi yên nghỉ của những người dân trong miêu gia thôn Tôi không muốn cho ai vào đó phá hoại sự yên tĩnh của họ Thế gần 7 giờ sáng thì cuối cùng chúng tôi cũng đã về tới đảo quán của tôi trở lại đạo quán huyền đường của tôi rồi xe còn chưa chạy tới cửa quán thì từ xa tôi đã nhìn thấy ngọc hoa đang đi đi lại lại trước cửa đạo quán có vẻ như ngọc hoa đang rất lo lắng và sốt ruột chờ đợi chúng tôi quay trở lại sau khi ngọc hoa trông thấy xe của chúng tôi ngọc hoa vui mừng chạy tới đón vừa mới bước xuống xe ngọc hoa liền lao vào ôm chặt lấy tôi cô ta nói rằng cô ta rất sợ hãi cả một đêm qua cô ta đã quá lo lắng đây là lần đầu tiên tôi bị một người con gái ôm chặt đến vậy Nhất thời chân tay đều trở nên thừa thái Không biết phải nên làm như thế nào Nghe Ngọc Hoa nói như vậy tôi cũng cảm thấy rất được an ủi Chỉ sau mấy câu vài áo của tôi đã bị ướt đẫm vì nước mắt của Ngọc Hoa Tôi không nghĩ là Ngọc Hoa lại khóc Càng không hiểu tại sao Ngọc Hoa không ôm anh trai của mình mà khóc Sao cô ta lại rút vào ngực của tôi mà khóc như vậy Thấy biểu hiện của Ngọc Hoa như vậy trong lòng của tôi cũng cảm thấy ấm áp. Tôi cảm thấy những việc tôi đã làm cho gia đình họ cũng rất đáng. Không biết từ lúc nào hai cánh tay của tôi cũng đã ôm chặt lấy Ngọc Hoa. Tôi động viên cô ta không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi đều đã an toàn trở về nhà. Mất một lúc sau thì Ngọc Hoa mới thôi khóc. Cô ta bắt đầu hỏi tôi về những việc đã xảy đến. Có nguy hiểm gì không? Cô ta hỏi tôi đối phương là người như thế nào Tại sao lại hãm hại gia đình của họ Tôi không nói thật cho Ngọc Hoa biết Tôi chỉ nói với cô ta Mọi chuyện đều đã giải quyết xong Sau này sẽ không còn ai hãm hại Dương Giả nữa Dương Quyền cũng không nói thật cho Ngọc Hoa biết Có lẽ ông ta cũng muốn cho em gái của mình Biết được việc làm xấu xa của ông nội chăng Theo như Ngọc Hoa nói với tôi Cả ngày hôm nay Dương Quyền không hề nghỉ ngơi ông ta mang theo một đám người cùng với giấy vàng hưng nến đi lên núi tuy ngọc hoa không biết anh trai của mình đi đâu và làm gì nhưng riêng tôi thì có thể biết nhất định dương quyền đã đi vào miêu gia thôn ông ta đi an táng trong miêu thập cùng hơn trăm quốc quan tài của những người dân trong đó thế còn nhớ trên đường rời khỏi miêu gia thôn thì dương quyền đã đột nhiên nói với tôi ông ta thả chết chứ không muốn cho miêu thập phải chết ông ta cảm thấy tội nghiệp của dương gia quá là thâm trọng không biết phải làm sao để trả hết trái nghiệp của nhà họ dương tôi liền nói với ông ta hiện tại ông vẫn còn sống tất cả đều do trời xanh chủ định nếu như ông muốn thanh toán toàn bộ trái nghiệp của dương gia sau này nên tích cực hành thiện tích đức bởi vì dương gia đã thiếu nợ Miêu gia từ đời trước của ông ta cũng đã trả xong hiện tại không phải thiếu nợ trái đối với Miêu gia sự thiếu nợ bây giờ chỉ là những bất an ở trong lòng mà thôi ngày hôm đó tôi cũng không mở cửa hàng tôi không tiếp bất cứ một khách nào tôi dùng cả một ngày hôm đó để nghỉ ngơi buổi chiều ngọc hoa đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa đầu óc có ngọc hoa ở bên cạnh tạm thời tôi cũng quên đi được câu chuyện buồn về mưu gia thôn quên đi số phận cô độc của mình trên cõi đời này buổi tối chúng tôi mới trở về nhưng cũng đúng vào lúc đó tôi nhận được một cú điện thoại là của lưu cường bên lưu gia thôn gọi tới lưu gia thôn là nơi trước đây tôi đã đi qua khi đó trong thôn liên tục xảy ra người chết với tần suất cao về sau thì qua sự điều tra tôi đã phát hiện ra nguyên nhân chính đó là do mỏm đá hình lão hồ há miệng ngay trên đầu từ đường của họ lưu khi đó tôi cũng đã chỉ cho họ cách hóa giải tôi hỏi lưu cường qua điện thoại phải chăng dân làng đã cho nổ mỏm đá trên đỉnh ngôi miếu thờ đó rồi phải không trong điện thoại giọng của lưu cường vừa tức vừa bất lực ông ta nói với tôi sau khi tôi rời khỏi thì buổi tối hôm đó trong thôn đã tiến hành bàn bạc nhưng mà cuối cùng không ai đồng ý cho nổ cái mỏm đá đó vì họ sợ động đến miếu thờ tổ tôi đã hỏi lưu cường lý do tại làm sao bởi vì nếu không hóa giải bằng phương pháp đó thì tất cả những người trong lưu gia thôn sẽ không được sống yên ổn hơn nữa cung đường phía trước thôn lại phạm phải hung sát ngã ba con đường đó nằm đối diện đúng với đầu hồ đang há miệng nhất định sẽ có tai họa huyết quang xuất hiện mà trước lúc rời đi tôi cũng đã dặn dò mọi người cẩn thận tai họa trong năm nay sẽ đặc biệt nghiêm trọng nhất định sẽ xảy ra đại họa tại sao bọn họ lại không chịu hiểu đây nhưng mà vừa nói xong thì tôi bật cười chính mình tôi biết không phải họ không sợ tai họa mà là họ không tin tưởng vào tôi mà thôi. Quả nhiên Lưu Cường đáp, mọi người đều có thái độ bán tín bán nghi với đại sư, nếu như có phương pháp hóa giải khác, có lẽ mọi người cũng sẽ làm theo. Nhưng mà mỏm đá hình đầu hồ há miệng đó lại nằm đúng trên đỉnh của từ đường, cho nên mọi người không nguyện tùy tiện đi nghe theo câu nói của đại sư. Ngay đến đây thì giọng của Lưu Cường tỏ ra buồn bã, chắc chắn ông ta đã bị những người dân trong thôn phản đối. Tôi liền thở dài mà đáp Họ không tin thì thôi Có thể đó chính là ý của trời Đồng thời tôi cũng dặn dò Lưu Cường Trong năm nay tránh đi ra ngoài kinh ngạ bà đó Sau đó thì tôi liền cúp điện thoại Thật sự là tôi đã bất lực Tôi đã khuyên bảo họ rồi mà họ không nghe Có làm sao thì tự đi mà trách chính bản thân của mình Nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng Cuối cùng Lưu Gia Thôn đã xảy ra tai họa. Hơn nữa tai họa còn đến rất nhanh và rất thảm khốc. Sáng ngày hôm sau tôi vẫn không mở đạo quán bởi vì tôi đang tính về quê một chuyến. Tôi rất nhớ quê, tôi muốn đi tìm ông của tôi. Nhưng mà lần lửa mãi vẫn chưa về được. Hiện tại mọi việc đã xử lý xong. rừng già thôn cũng có một kết cục viên mãn, cũng coi như là được an ổi. Việc lưu ra thôn tuy chưa giải quyết xong, nhưng mà tôi đã hết cách. Có trách thì chỉ nên trách đạo hóa của họ mà thôi Sáng sớm Ngọc Hoa đã tới đạo quán rủ tôi đi chơi Nhưng mà tôi đã từ chối Tôi nói với Ngọc Hoa tôi cần phải về quê một chuyến Ngọc Hoa không nói gì chỉ bảo tôi bao giờ mới quay trở lại Kỳ thật tôi cũng không biết được chuyện này tôi về quê mất bao nhiêu lâu Bởi vì tôi vẫn chưa biết được tin tức của ông Nếu như ông tôi đã được thả ra nếu như ông tôi vẫn còn ở trần gia thôn tôi sẽ khuyên ông lên thành phố ở với tôi bởi vì ngôi nhà ngày trước đã không thể ở được nữa còn nếu như ông tôi vẫn chưa được thả có lẽ tôi sẽ tìm cách để cứu ông ra ngoài tôi nghĩ một hồi lâu rồi nói với ngọc hoa tôi sẽ trở lại rất nhanh công lắm là chục hôm đến nửa tháng ngọc hoa chỉ gật đầu mà cười ngọc hoa nói sẽ chờ tôi quay trở lại hàng ngày cô ta sẽ cho người tới đây để quét dọn. Sau đó Ngọc Hoa giúp tôi thu xếp hành lý, buổi chiều mới có chuyến xe ô tô chạy về quê. Ba giờ chiều tôi đóng cửa đạo quán lại, rồi mang theo hành lý rời khỏi đạo quán đến bên xe để đợi xe. Đúng vào lúc đó Ngọc Hoa đã lái xe tới bến xe, ngồi phía sau còn có cả Dương Quyền. Vừa xuống xe tôi thấy còn đứng ở cửa bến xe, Ngọc Hoa làm vẻ mặt giận dỗi nói: chẳng phải đã hẹn để cô ta đưa tôi ra bến xe rồi sao sao lại bỏ đi một mình như vậy tôi chỉ cười nói sợ làm mất thời gian của bọn họ dù sao tôi cũng đi không lâu nửa tháng nữa là đã quay trở lại ngọc hoa làm mặt quỷ đối với tôi sau đó cô ta đưa cho tôi mấy cái túi nói là mua quà cho những người ở quê cùng với ông tôi cô ta bắt tôi phải mang theo không tiện từ chối cho nên tôi đành phải nhận lấy Đến lúc này thì Dương Quyền cũng bước đến bên tôi Ông ta nói Nghe em gái của tôi nói đại sư sẽ về quê Cho nên tôi đến để tiễn đại sư Đồng thời ông ta cũng hỏi tôi đi tàu hỏa hay ô tô khách Nói thật tuy rằng tôi đã giúp cho gia đình ông ta tránh được một đại nạn Nhưng tôi không ngờ hai anh em của ông ta đối xử với tôi tốt như vậy Bởi vì suốt bao nhiêu ngày tháng qua hành tàu trên giang hồ Tôi đã đi qua rất nhiều nơi tôi đã từng hóa giải cho nhiều người nhiều kiếp nạn thậm chí tôi còn cứu mạng cho rất nhiều người nhưng mà chưa hề có ai đối với tôi tốt như hai anh em của họ tôi nói với dương quyền không có tàu hòa về nơi quê tôi ở chỉ có xe ô tô mà cũng không tới được tận nơi tôi còn phải đi bộ khoảng cách khá xa nữa mới về đến nhà dương quyền ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó ông ta kéo tay của tôi vào và đặt vào trong lòng bàn tay của tôi một chùm chìa khóa xe tiếp theo dương quyền chỉ tay về chiếc xe ở phía sau lưng của tôi mà nói nếu mà đại sư về quê mà phiền phức như vậy thì đại sư lái xe về quê đi hơn nữa có về quê thì đại sư muốn làm việc gì cũng cần việc có xe đương nhiên sẽ tiện hơn rất nhiều lái xe thì tôi cũng biết bởi vì ngày trước khi tôi còn chưa làm nghề âm dương sư tôi đã từng làm lái xe chở hàng cũng từng lái qua xe khách có điều đây là chiếc xe rất đắt tiền nếu chẳng may tôi đâm và thực sự tôi không đủ tiền để đền cho anh em của họ Cho nên tôi đã từ chối Nhưng mà Dương Quyền không cho tôi từ chối Ngược lại ông ta còn nói Chiếc xe này mới mua cũng chưa được bao lâu Nếu như tôi không chê thì đợi tôi quay trở lại Ông ta sẽ sang tin cho tôi Nếu tôi còn từ chối đó là không nể mặt anh em của họ Tôi đã cứu tính mạng của anh em họ Đương nhiên còn giá trị gấp nhiều lần chiếc xe này Ông ta đã nói đến đây rồi thì tôi cũng không tiện từ chối nữa. Trong lòng của tôi vừa vui vừa xúc động. Thật không ngờ cuối cùng tôi cũng đã có xe để đi. Chuyến này về quê chắc sẽ thuận lợi lắm. Nhưng chính tôi cũng không thể ngờ được rằng chính chiếc xe này và cái mạng nhỏ của tôi suýt nữa thì đã xuống hoàng tuyển. Đương nhiên đó là chuyện xảy ra về sau, từ từ rồi tôi sẽ kể. Buổi chiều hôm đó ngồi trên chiếc xe tôi đã rời khỏi thành phố, bắt đầu một hành trình trở về quê. Quãng đường về quê tôi phải đi mất 5-6 giờ đồng hồ, để mới chỉ gọi là tới huyện Thành. Từ huyện Thành về tới Trần Gia Thôn còn phải lái xe thêm hai tiếng nữa, bởi vì Trần Gia Thôn nằm ở khu vực trên núi cao hẻo lánh. Đường đi xoáy theo vòng chôn ốc vô cùng khó đi. Nếu như thuận lợi chỉ nửa đêm nay tôi sẽ về đến nhà. Thực sự là trong lòng của tôi đang rất vui Bản thân của tôi đã có xe riêng Có thể chạy thẳng một mạch về nhà được Chỉ là có điều đường xá quá xa Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Sau khi đã dừng lại để ăn cơm và đổ thêm xăng Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình Buổi tối ở đây trời tối rất nhanh Một mình lái xe trong đêm rất dễ sẽ ra tai nạn Công may là xe của tôi không bị đâm va Nhưng quả thật là tôi đã quá mệt mỏi Bất ngờ trước mặt của tôi xuất hiện một con đường hầm Bên trong đường hầm có bật đèn màu vàng ảm đạm Nhưng mà bên trong không hề thấy có xe hay người qua lại Cho nên con đường hầm này mang tới cho tôi một cảm giác bất an Tôi đạp gà cho xe lao thẳng vào trong đường hầm Thế nhưng vừa mới cho xe chạy vào bên trong đường hầm Thì bất chợt tôi thấy một người mặc áo choàng đen Cưới trên một chiếc xe đạp Bóng của người đó đang lao thẳng vào đầu xe của tôi biến cố đột ngột xảy ra khiến cho tôi sợ hết hồn tôi dùng mình một cái toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc rõ ràng vừa rồi trong ánh đèn pha của xe tôi không nhìn thấy bất kỳ một ai vậy thì từ đâu đột nhiên xuất hiện một người đi xe đạp như vậy tôi vội vàng đạp phanh xe thế nhưng một tiếng va đạp mạnh vang lên chiếc xe rung chuyển mạnh cái bóng người đi xe đạp đó va mạnh vào đầu xe rồi bị văng ra lúc này tôi sợ đến hết hồn tôi đã đâm chết người sao ngồi yên trên xe mà người của tôi run lên bần bật đầu óc của tôi hoảng loạn toàn thân của tôi mồ hôi túa ra như tắm tôi cố gắng chấn áp đi nỗi sợ hãi tự bảo mình phải bình tĩnh lại có thể người đó chỉ là bị thương nhẹ chưa có chết khi đến đây tôi chạy ra khỏi xe sau khi xuống xe tôi chạy vội về phía sau bởi vì vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng người đó va vào xe của tôi rồi văng qua đầu xe của tôi bắn về phía sau Nhưng mà đến khi tôi chạy ra phía sau xe Thì tôi không nhìn thấy một thứ gì cả Suốt một đoạn đường hầm được ánh đèn chiếu sáng Ngay cả một chiếc giày cũng không có Chứ đừng nói là đến con người Lúc đó tôi rất ngạc nhiên Rõ ràng người này vừa bị tôi đâm văng về phía sau Sao bây giờ lại không nhìn thấy đầu nữa Tôi bắt đầu tìm kiếm bốn phía xung quanh nhưng mà tất cả đã tìm một quãng đường rồi mà vẫn không thấy người đó đâu cả đến lúc này tôi vừa kinh vừa sợ kinh là bởi vì tôi không tìm thấy người đó tôi không tin người đó bị tôi đâm vào như vậy lại có thể chạy đi được cứ cho rằng người đó không bị thương nặng ít ra ông ta cũng phải tìm tôi để đòi bồi thường chứ cho nên trong lòng của tôi vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ lạ mà sợ dạ là vì hiện tại tôi không sao tìm ra người đó không biết là đối phương còn sống hay đã chết. Vạn nhất nếu đối phương bị chết, như vậy thì cuộc đời của tôi đã coi như là xong. Trong đầu của tôi tuy suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm. Tôi cúi người xuống quan sát gầm xe, trong đầu thầm nghĩ biết đầu người đó đang ở gầm xe, nhưng mà kết quả là gầm xe trống không. Nhưng đúng lúc mà tôi bước đến đầu xe định tìm kiếm thì đột nhiên tôi phải giật mình bởi tôi phát hiện ra Chiếc xe đạp tuy đâm vào lúc trước hiện tại không còn thi đấu nữa. Nếu như nói cái người kia hiện tại không tìm thích đâu, cũng có thể người đó bị văng vào một chỗ nào đó mà tôi chưa nhìn thấy. Do là vì buổi tối cho nên không thể tìm ra. Nhưng mà chiếc xe đạp thì rõ ràng là bị đâm ở đầu mũi xe. Làm sao nó có thể tự biến đi được? Mà tôi đã quan sát toàn bộ quãng đường. Xe ánh đèn đường soi sáng cơ bản là không hề có một thứ gì cả. Đừng nói là xe đạp ngay cả một linh kiện sa đạp cũng không có. Như thế cảnh tượng này ra đầu của tôi tê dần, đừng nói rằng vừa rồi tôi đã gặp phải quỷ chứ. Đúng vậy, cứ không thể trách tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Cần phải biết rằng nếu vừa rồi không phải là do tôi đã gặp quỷ, vậy thì người vừa rồi bị tôi đâm đã đi đâu. Còn cả chiếc xe đạp nữa, người có thể chạy đi, nhưng mà xe đạp thì không thể tự động biến mất được. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không đúng, Tôi càng khẳng định vừa rồi tôi đã gặp phải quỷ Bởi vì hiện tại đã là đêm khuya Làm gì nửa đêm rồi mà vẫn có người đi xe đạp cơ chứ Hơn nữa trước khi đâm vào người đó Rõ ràng là trong đường hầm không hề có một bóng người Nhưng mà một giây trước thì không có người Một giây sau thì lại xuất hiện người đi xe đạp Tôi không tin là tôi bị hòa mắt Trong đầu của tôi vừa xuất hiện ý nghĩ này Thì bất giác tôi bắt đầu lo lắng Nhìn con đường phía trước phía sau vô cùng trống trải Tôi bỗng dùng mình một cái Tôi không dám tiếp tục dừng lại để tìm kiếm nữa Bởi tôi biết rằng cái bóng vừa rồi khi đạp xe nhất định không phải là người Có thể đó chỉ là một quỷ hồn Nếu không thì tại sao tôi lại không nhìn thấy đầu nữa Chỉ là tôi không nghĩ rằng đột nhiên tôi lại gặp phải thứ tạm vật này Chỉ đành trách bản thân của mình đen đổi Thế nên tôi mau chóng leo lên xe để rời xa khu vực quỷ dị này theo lý mà nói, người và quỷ không thể gặp nhau trên một con đường, bởi vì trên người ta có ba ngọn dương hỏa. Quỷ thuộc âm, khi nó cảm thấy có dương hỏa trên thân thể của con người. Thông thường quỷ vẫn tự động tránh đường, tránh bị dương hỏa thiêu thân, nhưng mà không có gì là tuyệt đối cả. Nếu mà dương hỏa trên thân thể của người ta đang không vượng, chẳng hạn như là đang bị bệnh, thân thể suy nhược, hay như đang gặp phải vận đen, khi đó dương hòa trên người ta sẽ bị yếu đi mà quỷ cũng khó cảm nhận được dương hòa của con người chỉ khi đó mới phát sinh ra trường hợp gặp quỷ tóm lại là cho dù là gặp quỷ hay là chạm mặt với quỷ đối với người đó đều là bất lợi nó nói lên rằng người đó đang gặp phải vận đen người đó nhất định sẽ bị ốm liệt giường một thời gian dài còn trường hợp như tôi không biết còn đèn đồi đến mức độ nào nữa lái xe gặp quỷ đây đều là điều không may mắn chút nào không cẩn thận nhất định sẽ gặp phải sự cố ngoài ý muốn cho nên tôi phải lập tức rời khỏi khu vực này có điều lần này tôi lái xe chậm hơn rất nhiều chỉ sợ xảy ra sự cố đường hầm rất là dài lại thêm tốc độ chạy xe của tôi đã chậm lại rất nhiều cho nên tôi mới có cảm giác con đường dài ra con đường hầm này chạy xuyên qua lòng quả núi nói trắng ra là chạy xuyên qua lòng đất những nơi như thế này quanh năm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cho nên âm khí vẫn còn nồng đậm hơn những nơi khác. Đối với những người đang gặp vận đen như tôi, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một phút, hai phút khi tôi đã cảm thấy tôi đi vào trong đường hầm này được chừng ba phút, thì bất giác tôi cau mày, trong lòng của tôi thầm nhủ: sao con đường hầm này lại dài đến thế? Chẳng lẽ lại là đang xuyên qua một quả núi rất lớn chăng? Lại nói lúc này tốc độ xe của tôi đang là 60 cây số trên giờ. Tôi chạy như vậy chừng 30 phút, thông thường là ra khỏi đường hầm rồi mới đúng. Tuy trong lòng của tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tôi lại cảm thấy rất lo lắng. Bởi vì lúc trước đã xảy ra việc tôi gặp quỷ, cho nên tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi con đường hầm quanh năm không thấy mặt trời này. Cứ như vậy tôi tiếp tục chạy thêm mấy phút nữa, Tôi đã phát hiện ra con đường hầm phía trước vẫn âm u không thấy điểm cuối. Trên con đường hầm này không hề có bóng người qua lại. Tôi có cảm giác như con đường hầm này vào buổi tối không hề có chiếc xe nào chạy qua vậy. Trong lòng của tôi bắt đầu có những điều gì đó không đúng, bởi vì từ khi bắt đầu chạy vào con đường hầm, tôi đã lái xe khoảng gần 30 phút. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chạy qua con đường hầm dài đến như vậy. Tôi cứ cảm giác như là con đường này không có điểm cuối. Cố gắng đè nén sự bất an ở trong lòng tôi tiếp tục chạy về phía trước thêm vài phút nữa. Nhưng mà đường hầm vẫn không thấy được đầu ra. Nói trắng ra là tôi có cảm giác không thể ra khỏi con đường hầm này. Lúc này tôi đã đi được chừng khoảng 30 phút, vậy mà vẫn chưa ra khỏi con đường hầm. Làm gì các con đường hầm nào mà lại dài đến như vậy? Ngay đến đây toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra hoặc là tôi đã gặp phải quỷ đà tưởng, nếu không thì đã lái xe vào một khu vực có tà vật. Tôi biết rằng ngày hôm nay nhất định tôi sẽ gặp phải phiền phức, ngay đến lúc trước khi mà vẫn chưa vào trong thông đạo, trên đường thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy một hai chiếc xe đi ngược chiều. Nhưng bắt đầu chuẩn bị vào đường hầm cho đến tận lúc này, ít nhất cũng phải là nửa tiếng, tôi vẫn không thấy có bất cứ một chiếc xe nào cả. Cần phải biết rằng sau khi tôi đâm phải người đi xe đạp Tôi cũng đã dừng ở đó đến cả tiếng Vậy mà không hề gặp bất cứ một chiếc xe nào Có quỷ trong đường hầm này nhất định tôi đã gặp phải một thứ tà vật gì đó Tôi đang lái xe sắt vào lề đường Chuẩn bị phanh cho xe dừng lại Theo thói quen thì tôi nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trước khi dừng xe Đột nhiên tôi liền trợn tròn cả mắt Lông mày cao lại thật chặt bởi vì tôi nhìn thấy rõ ràng trong gương chiếu hậu phía xa xa sau lưng của tôi có hai người đang chạy bộ tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái vừa mới nói tại sao tôi lại không thấy bất cứ chiếc xe nào vậy mà lúc này lại đột nhiên hiện ra hai người đang chạy bộ phía sau tôi chăm chú quan sát gương chiếu hậu hai người đó đều mặc quần áo màu đen họ chạy rất nhanh có vẻ như họ vừa chạy vừa nói chuyện với nhau nhìn thấy hai người này tôi không hề cảm thấy bớt lo lắng ngược lại tôi lại càng cảm thấy bất an hơn trong đầu của tôi thầm suy nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi giữa nửa đêm hai nữ nhân đó chạy bộ để làm gì hơn nữa nơi đây trước sau đều không có thôn xóm có vẻ như tôi không nhìn thấy cái thôn nào gần đây cả nghĩ đến đây tôi liếc mắt nhìn vào cùng từ mét nhất thời tôi vã hết cả mồ hôi chán bởi vì tôi nhận thấy tôi đang chạy xe ở tốc độ 60 cây số một giờ. Vậy mà phía sau lưng của tôi hai bóng nữ nhân kia đang chạy bộ, vậy thì tại sao họ lại bám kịp được tôi? Cần phải biết rằng từ lúc tôi chạy vào con đường hầm này, tôi chưa hề gặp một bóng dáng nào cả. Hơn nữa khi nhìn vào gương chiếu hậu, khoảng cách giữa tôi và hai bóng người đó ngày càng được rút ngắn. Phát hiện này khiến cho tôi vô cùng kinh sợ. Theo tốc độ chạy của con người mà nói, khoảng cách giữa xe của tôi và họ gặp phải ngày càng xa mới đúng vậy thì tại sao khoảng cách lại càng ngày càng gần hơn tôi cho xe tăng tốc độ tốc độ của xe lúc này đã là một trăm cây số nhìn hai bóng dáng người phụ nữ phía sau tôi kinh hoàng phát hiện ra khoảng cách mà giữa tôi và họ ngày càng được rút ngắn ngày càng được rút ngắn rõ ràng hơn đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định chạy phía sau xe của tôi đúng là hai nữ nhân khuôn mặt của họ trắng bệch như là tờ giấy không hề có chút huyết sắc nào điều đáng sợ hơn là hai bộ quần áo đen đang mặc trên người của họ phía trước ngực đều thêu một chữ thọ màu trắng đến lúc này thì tôi làm sao mà không nhận ra đây rõ ràng là họ đang mặc thọ y tôi rất muốn cho tôi một cái bạt tai trong lòng tôi thầm mắng làm âm dương tiên sinh bao nhiêu năm vậy mà vẫn còn không phân biệt được hai con nữ quỷ tôi thật là hồ đồ đến lúc này thì tôi làm sao mà dám phóng về phía trước nữa đây tôi lập tức đạp phanh xe dừng lại chuẩn bị nhảy xuống xem rút cuộc hai con nữ quỷ kia đang định làm gì tuy rằng lúc trước có một chút sợ hãi nhưng mà dù sao thì tôi cũng là một pháp sư cho nên cho dù đối phương là hai con nữ quỷ đối với tôi mà nói chúng chưa phải là đối thủ của tôi nhưng mà khi chiếc xe vừa dừng lại Thì tôi còn chưa kịp xuống xe Hai con nữ quỷ mặc thọ y kia đã chạy tới sát phía xe của tôi rồi Hai con nữ quỷ đang vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ Tôi liền trần trừng mắt nhìn theo hai con nữ quỷ chạy xuyên qua chiếc xe của tôi Có vẻ như chúng không nhận ra chiếc xe của tôi đang đỗ ở bên đường Chính xác là như vậy, hai con nữ quỷ chạy xuyên qua chiếc xe của tôi, sau đó thì chúng tiếp tục chạy, chỉ một loáng sau đã không còn thấy bóng dáng của chúng đầu nữa. Tôi đứng ngây người một lúc rất lâu, biết được hai con nữ quỷ này không có ý định hại tôi, hoặc có thể hai con nữ quỷ này cũng giống như là âm hồn đi xe đạp lúc trước, chẳng qua là không may bị tôi bắt gặp mà thôi. Tôi liền thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà trong đầu thì vô cùng căng thẳng, bởi vì từ lúc tôi lái xe vào trong con đường hầm này, tôi liên tục gặp phải những thứ tà vật đây chẳng phải là điều rất không bình thường hay sao? Tôi ngồi yên ở trên xe, sau khi đốt gần hết một bao thuốc lá, vậy mà vẫn không hề gặp được một bóng người hay chiếc xe nào chạy qua. Mà con đường hầm phía trước vẫn không nhìn thấy điểm ra, tôi quyết định xuống xe để quan sát, tiếp theo toàn thân của tôi như hóa đá. Chỉ thấy phía trước làm gì có đèn đường nào đâu, xung quanh tôi là một bóng đêm mù mịt, cơ bản là không nhìn thấy bất cứ một thứ gì bên tai của tôi chỉ nghe thấy từng trận âm phong đang thổi vụ vù tôi vội vàng trèo lên xe bật đèn pha lên rõ ràng trước mắt của tôi là một con đường hầm chỉ có điều con đường này không phải được làm bằng nhựa đường mà nó chỉ là một con đường hầm hoang tàn đã bị bỏ hoang phế từ nhiều năm bên trong con đường hầm này hai bên tường toàn là vết nứt từ các vết nứt đó cỏ dại mọc ra tua tủa mà mặt đường tuy được làm bằng xi măng nhưng mà nó đã mọc đầy rêu xanh. Hiển nhiên nó đã bị bỏ hoang phế từ rất lâu năm, cứ không biết được đã là bao nhiêu năm tháng không có người đi qua đây rồi. Phóng tầm mắt nhìn ra phía trước, cách mấy chục mét nữa là đầu ra của đường hầm, chỉ có điều đó lại không phải là đường ra, mà đó chính là điểm ra của một bờ vực, bên dưới là một vực sâu không thấy đáy. Nhìn thấy đây thì toàn thân của tôi đổ mồ hôi lạnh Tôi biết cái mạng của tôi vẫn còn lớn Nếu như chỉ cần chạy tiếp về phía trước hơn chục mét nữa Thì cái mạng nhỏ của tôi coi như đã bị bỏ lại nơi này Đúng vào lúc này phía trước tôi vang lên giọng nói của một cô gái Tới đây đi, mau tới đây Lái xe tới đây mau, chúng ta đi sang bên kia chơi Tôi vội quay đầu lại, tiếp theo tôi nhìn thấy ở đầu xa của đường hầm, cũng chính là cái bờ vực đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này mặc một chiếc váy màu đỏ. Tiểu cô nương này trông vẻ ngoài rất xinh đẹp. Lúc này cô ta đang giơ tay với tôi, ý bảo tôi lái xe chạy tới. Đương nhiên cho dù là tôi có ngu đi chẳng nữa, thì tôi cũng nhận ra cô nương đó không phải là người rồi. Tôi lập tức hướng về cô gái mà nói. Yêu nghiệt to gàn, dám sách mệnh cả bản sư ước. Hãy cẩn thận, không ta thu phục luôn người đó tôi chủ yếu là chỉ muốn dọa cho cô ta quả nhiên tiểu cô nương thấy tôi tỏ ra không hề sợ hãi nó liền oa lên một tiếng rồi thụp xuống khóc tiếng khóc của nó nghe rất thê thảm rất đáng thương có điều tôi không phải là kẻ ngốc mà đi tới dỗ dành cô ta cần phải biết rằng tiểu cô nương này không phải là thứ gì tốt đẹp tuy bề ngoài không khác gì một tiểu cô nương bình thường nhưng nếu tôi dại dột tiến lại gần nhất định cô ta sẽ đẩy tôi xuống vực Đúng vào lúc đó thì từ dưới vách đá của bầu vực có một cô gái đang bỏ lên. Cô gái này chừng hay bảy tuổi, khuôn mặt của cô gái trắng bạch. Cô ta đưa mắt u oán nhìn tôi, sau đó cất tiếng nói. Đây không phải là nơi người nên đi tới, mau đi đi, đừng tới đây để bắt nạt chúng ta. Tôi không hề nói gì bởi vì tôi đã nhận thấy cô gái này hiển nhiên cũng là một quỷ dữ, chỉ là trong bộ dạng của chúng không hề có ác ý Tôi liền chắp tay nói một câu xin lỗi đã làm phiền Nhưng đối phương đã cầm tay tiểu cô nương kia đứng dậy Sau đó lóc một cái thì biến mất không thấy đầu nữa Tôi cũng dám dừng lại ở đây lâu Tôi biết rằng tôi đã đi lạc vào một nơi quỷ quái Tôi vội vàng quay đầu xe rồi phóng vụt đi Chiếc xe quay trở lại không bao lâu thì xuất hiện cái đường hầm quỷ gì đó. Trước mắt của tôi vẫn là một con đường hoang tàn. Hai bên đường hầm mọc đầy cỏ dại, khiến cho con đường trở nên vô cùng âm u. Đại khái là tôi đã chạy được khoảng chừng nửa tiếng thì bất chợt phía trước mặt của tôi xuất hiện một cái ngã ba. Xa khỏi đường hầm phía trước mặt tôi là một con đường chảy nhựa, xem ra tôi đã quay trở lại con đường liên tỉnh rồi. Trên con đường tình lộ này vẫn không hề có xe cổ đi lại, nhìn hốt tầm mắt về phía trước, con đường vẫn vắng tanh vắng ngắt. Trên cả một quãng đường này chỉ có một mình chiếc xe của tôi đang chạy, Đúng lúc này đột nhiên tôi nhìn thấy ở bên đường có một thôn trang nhỏ. Tùy thôn trang này đang chìm trong màn đêm, nhưng vẫn có một nhà ngay bên cạnh con đường còn đang sáng đèn. Tôi vội vàng mừng rỡ vội chạy xe về phía ngôi nhà đó. Đến lúc đã tới gần tôi mới phát hiện ra, ngôi nhà còn sáng đèn đó là một quán hàng. Tôi xuống xe rồi bước về phía căn nhà đó. Tôi hỏi người chủ cửa hàng để mua một bao thuốc lá Người chủ cửa hàng là một ông lão chừng 60 tuổi. Thấy tôi bước vào, ông ta cười nói với tôi. Chàng trai trẻ, tốt nhất là nửa đêm không lái xe, không có an toàn đâu. Tôi nói một câu cảm ơn ông lão, đồng thời tôi hỏi thăm ông lão có phải con đường này về huyện của tôi không? Ông lão gật đầu nói tôi đang đi đúng đường. Nghe ông lão nói tôi không đi sai đường trong lòng của tôi bớt lo lắng đi nhiều. Đâu lúc này ông cất tiếng hỏi tôi. Chàng trai trẻ ban đêm rất mát Sao cậu lại ra đầy mồ hôi thế kia Có muốn uống một chút nước không Tôi đưa tay lau mồ hôi rồi cười Đưa tay đỡ lấy ca nước mà ông lão đưa Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ về sự việc vừa rồi Sao đột nhiên lại có một con đường hầm hoang phế đó Tôi quay ra hỏi thăm ông lão Lão bá trong muốn hỏi lão bá một chuyện Phía trước không xa phải chăng ở đó có một con đường hầm bỏ hoang phải không ở nơi đó gọi là địa phương nào Sao cháu thấy nó rất tà môn Lão bá nghe tôi hỏi một câu như vậy Thì sắc mặt của lão bá trượt biến Lão bá rất hiếu kỳ chăm chú nhìn tôi Sau đó lão bá nói Chàng trai trẻ sẽ đột nhiên cậu lại hỏi về nơi đó Chẳng lẽ cậu đã đi lạc vào đó hay sao Thấy sắc mặt của lão bá có điều gì đó không đúng Tôi biết nhất định lão bá đã biết được điều gì đó Thế nên tôi gật đầu nói đúng ạ à, không biết tại sao cháu lại chạy vào con đường hoang phí đó không may là cháu phát hiện kịp thời nếu không thì cái mạng của cháu đã nằm yên ở dưới đáy vực chàng trai trẻ này cái mạng của cậu rất là lớn đó nơi đó không đi được đâu đi vào con đường đó chẳng có mấy ai sống sót quay được trở về sắc mặt của lão bá tái mét về mặt rất sợ hãi nghe lão bá nói như vậy trong bụng của tôi thầm nghĩ quả nhiên lão bá biết được tình hình ở đó thế nên tôi vội vàng hỏi tiếp lão bá xem ra lão bá biết được tình hình ở đó con đường đó có tên là gì ạ à? sao nó lại tả mô đến như vậy cậu thật sự muốn nghe hay sao không sợ sau khi nghe xong cậu lại không dám lái xe nữa đấy lão bá vừa nói vừa chăm chú quan sát tôi tôi liền gật đầu mà nói lão bá kể cho cháu nghe đi ạ à? nếu không cháu sẽ không yên tâm được đâu Thấy tôi thực sự muốn nghe Thế là lão bá bắt đầu kể lại cho tôi nghe Hóa ra trước thời kỳ giải phóng Con đường hầm đó là một con đường về tỉnh Giang Tây Ngọn núi mà con đường hầm đó có tên là núi Vong Hồn Do so vì trước giải phóng trên ngọn núi đó có xảy ra một trận chiến lớn Có hơn nghìn sắc quân địch bị chôn vùi trên ngọn núi đó Lại thêm trên núi thường hay xuất hiện quỷ hỏa Còn có cả những tiếng khóc than văng cả đất trời cho dù ở cách đó vẫn có thể nghe thấy. Có những lúc thì mọi người còn nhìn thấy những tốc bộ đội đi trên đó, cho nên mọi người mới đặt ra cái tên là núi vòng hồn. Phương dĩ ban đầu khi làm đường, người ta dự định sẽ xẻ núi mà qua, nhưng mà đến khi đậm thổ thì thường hay xảy ra tai nạn. Có khi có người ngã từ trên núi xuống, có khi thì nổ mìn. Những tảng đá rất to bay văng ra làm chết người. Thậm chí có những lúc ban đêm người ta đi tuần tra, họ phát hiện ra những âm thanh vô cùng quỷ quái. Sau đó thì những nhân viên đi tuần tra đó không bao giờ thiết quay trở lại nữa. Nghe nói khi đi lên ngọn núi đó rất hay bị lạc đường, thế nên họ đã cử người đi tìm kiếm. Nhưng số người đi tìm kiếm cũng một đi không trở lại. Những sự việc này tất cả mọi người đều biết. Công trình mới thi công còn chưa được 3 ngày thì đã tới hơn chục người đã bị chết. Lúc này thì cấp trên đang rất sợ hãi thế nên họ không cho xe núi làm đường nữa. Công trình được thay đổi bằng cách đào đường hầm chảy xuyên qua núi. Con đường hầm này đào rất thuận lợi, không bao lâu sau thì con đường này đã được thông xe. Do vì ngọn núi này trước đó có tên là Phượng Minh Sơn, sau đổi thành núi Vong Hồn. Cho nên con đường hầm đó cũng được gọi là đường hầm Minh Sơn, ý muốn trả lại cái tên cũ của quả núi nhưng mà thông xe còn chưa được bao lâu thì con đường hầm này đã liên tục xảy ra tai nạn gần như ngày nào cũng phát sinh ra tai nạn có người nửa đêm đi qua con hầm đó thì họ thường nhìn thấy phía trước có rất nhiều người cảnh tượng đó rất là náo nhiệt có đầy đủ già trẻ gái trai có người thì xin đi nhờ một đoàn có những lái xe nửa đêm đi ngang qua đó họ còn trông thấy cả một đoàn người đang khiêng quan tài đưa tang hoặc là trông thấy một đám cưới đang rước dâu khiến cho đoạn đường phía trước gần như đang bị tắc nhưng mà những người dân ở gần đây đều biết làm gì lúc nửa đêm lại có người những thứ mà mọi người nhìn thấy đó tất cả đều là quỷ hồn mà tả quỷ quái những người lái xe đã nhìn thấy những cảnh tượng đó không bao lâu sau thì họ không chết thì cũng bị thương thông xe được chừng nửa năm thì trong đường ngầm xảy ra chết hơn trăm mạng người mấy chục chiếc xe ô tô bị tai nạn mọi người cũng không biết tại sao nó lại xảy ra tai nạn chết người đến như vậy chỉ biết rằng trong đó thường hay gặp những thứ quỷ quái về sau một đồn mười mười đồn trăm đường hầm minh sơ đã trở nên rất nổi tiếng mọi người đều biết nơi đó rất tả môn buổi tối không còn ai dám đi qua đó nữa cũng có người nói do con đường hầm ấy đặt sai tên bởi trong tiếng hán chữ mình cũng có nghĩa là minh phủ là đường xuống âm ti địa phổ quả thật cái tên này khiến cho người ta không rét mà run sau cùng vì cái chết đã quá nhiều chính phủ cho rằng con đường đó không an toàn cho nên mới bỏ hoang không dùng đến nữa công từ đó con đường hầm trở thành hoang phế tiêu điều một lần xảy ra mưa lớn một đoạn núi đã sập xuống dưới vực nhưng những sự việc quỷ quái trong con đường hầm đó vẫn tiếp diễn bởi vì có một số người lái xe chạy đêm không biết tại sao lại chạy vào con đường hầm đó, cuối cùng thì đều bỏ mạng. Kể đến đây thì lão bá liền thở dài. Chàng trai trẻ, cậu thực sự là có cái mạng lớn, cho nên đi vào đó rồi mà vẫn còn có thể trở ra. Đúng là tạo hóa của cậu rồi. Nghe đến đây thì tôi không tránh khỏi dùng mình một cái. Tuy rằng mình đen đổi nhưng đúng là cái mạng của tôi vẫn còn lớn để có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái đó. Quả thật nếu như tôi chạy thêm chục mét nữa thôi, chắc chắn là tôi đã tàn sát dưới vực sâu. Nghĩ tới lời của lão bá kể về con đường hầm hoang phí đó, có rất nhiều người cũng đen đuổi giống tôi, đột nhiên lại chạy vào con đường đó, thế nên tôi liền hỏi lão bá. Nếu đã biết con đường hầm đó rất tà môn, vậy thì tại sao người ta không cho xây bịt lại ngay cái chỗ ngã ba, như vậy sẽ không còn ai phải chạy nhầm vào con đường đó nữa? Đúng là như vậy, khi đó chạy tới ngã ba, do vì tôi chọn sai đường kết quả mới chạy vào trong con đường hầm hoang phí đó chỉ cần bịt một đầu lại chẳng phải sẽ ngăn chặn được hay sao nào ngờ ông lão liền đáp nếu có thể bịt lại thì người ta đã sớm bịt lại chẳng qua là không xây bịt lại được sao lại không thể xây bịt lại được ạ à? ngay đến đây thì tôi giật cả mình trong đầu cố tôi thầm nghĩ chẳng nhẽ lại kỳ quái đến vậy hay sao lão bá liền gật đầu mà nói Đúng vậy, trước đó chính phủ cũng đã quay chặn lại ở trước cửa đường hầm. Nhưng mà cho đến sáng ngày hôm sau thì tất cả rào chắn đều biến mất. Sau đó thì người ta cho đặt mấy tảng bê tông nặng hàng chục tấn ở ngay đầu đường hầm. Nhưng mà ngay sáng ngày hôm sau thì cũng không cánh mà bay. Mọi người đều cho rằng đây đều là đám quỷ hồn kia tác quái. Cuối cùng thì mọi người đành phải bỏ mặc Tôi vô cùng kinh ngạc. Không phải là vì lý do mà lão bá nói rất hoang đường mà là vì nơi đây nào quỷ cũng hùng đến như vậy. Đúng vậy, tôi không cho rằng lão bá đang lừa tôi, ngược lại tôi còn cho rằng những lời mà lão bá nói là hoàn toàn sự thật. Tôi liền nói rõ thân phận của mình cho lão bá nghe. Tôi nói với lão bá, chính vì vậy cho nên hôm nay tôi mới có thể bình yên ngồi ở đây ra khỏi con đường hầm đó. Kỳ thật chẳng qua tôi là một âm dương sư. Lão bá kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lão bá cảm thán nói, Thảo nào mà tôi lại không bị làm sao Hóa ra tôi là một âm dương sư Đồng thời lão bá cũng giơ lên một ngón tay cái biểu thị khen ngợi tôi Thật không ngờ là có một vị đại sư trẻ tuổi đến vậy Thế mà đã có được một thân đầy bản lĩnh Lão đúng là không có mắt Ngay lập tức cách xưng hô của lão bá đã thay đổi Thực sự khiến cho tôi có chút ngượng ngập Đến lúc này lão bá đột nhiên kích động nói đại sư không giấu gì đại sư những người dân trong thôn của chúng tôi buổi tối thường hay đi qua chỗ ngã bà đó có lúc chúng tôi đã nhìn thấy ở nơi đó xảy ra chuyện về sau không ai còn dám đi qua đó nữa không biết đại sư có cách gì giúp được mọi người để cái ngã bà đó không còn xảy ra chuyện nữa có được không tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi nơi thường xuyên xảy ra chuyện chủ yếu là rất nhiều người cũng giống như là cháu vô tình đi lạc vào con đường hầm đó có phải không còn chỗ ngã ba đó thường ít xảy ra chuyện phải không lão bá liền vội đáp đúng là như vậy cây ngã ba đường đó chưa bao giờ xảy ra chuyện chỉ là có người đi nhầm vào đường hầm đó chắc cũng là do ma quỷ xui khiến cho nên mới chạy vào trong đó mà xảy ra chuyện nghe đến đây tôi nhớ lại những gì đã trải qua trước đó cũng là do ma đưa lối quỷ dẫn đường cho nên tôi mới chọn sai Cần phải nhớ rằng ở chỗ ngã ba đó con đường rất rộng, là một con đường rộng thênh thang được trải nhựa đường, mà con đường là đường được lát bằng xi măng cũ nát và hoang phế, chỉ cần không phải nhắm mắt, theo lý mà nói thì không thể chọn nhầm đường được, rất hiển nhiên đây chính là do ma quỷ tác quái. Tôi quay sang hỏi lão bá, nếu như ngã ba đó không hề xảy ra chuyện, vậy thì vấn đề này cũng rất dễ giải quyết. Vậy sao, đại sư mầu nói đi. Lão bá nghe tôi nói có cách hóa giải Ông ta vô cùng hứng thú Tôi liền đáp Mọi người chỉ cần cho một hàng liễu chắn ngang Cái lối vào đường hầm đó là được Lão bá tỏ ra vô cùng kinh ngạc Ông ta hỏi tôi Chỉ đơn giản như vậy thì làm sao có thể hóa giải được Liệu trồng xong buổi tối Là bị nhổ mất hay không Tôi liền đáp Cứ làm theo lời tôi nói là được Đảm bảo cây hàng liễu đó sẽ không bị nhổ đi hơn nữa cũng không còn tái diễn cảnh những người khác đi lạc vào trong con đường hầm đó nữa. Thấy tôi khẳng định như vậy thì lão bá liền gật đầu, lão bá không ngừng cảm ơn tôi đã chỉ điểm cho mọi người. Kỳ thần thì không cần lão bá phải hỏi cách phá giải, chỉ cần tôi biết được con đường hầm đó từ ngày xảy ra rất tà ma quỷ quái, thì cũng nhất định tìm cách hóa giải. Hướng hồ là ngày hôm nay tôi suýt nữa bỏ mạng về con đường hầm quỷ dị này, lẽ nào tôi lại buông tay không quản. Đây chính là ông trời sắp đặt để cho tôi ra tay hóa giải con đường này. Hơn nữa tôi chỉ cần chỉ ra biện pháp, những người dân ở đây cứ thế làm theo, ai không nguyện đi làm cư chứ. Thế vấn đề không bao lâu sau cũng sẽ được giải quyết, tôi cũng rất vui mừng. Một lát sau thì tôi tạm biệt lão bá tiếp tục lái xe để lên đường về quê. Trước lúc rời đi tôi vẫn không quên dặn dò lão bá nhất định phải trồng một hàng liễu ở đó. Trồng những loại cây khác không hề có tác dụng gì. Có lẽ sẽ có người hỏi tôi, cây liễu chẳng phải được gọi là quỷ liễu hay sao? Liễu thuộc âm loại cây này mà đem trồng ở đó chẳng phải sẽ chiêu dẫn ma quỷ hay sao? Kỳ thần thì cây liễu thuộc âm không hề sai, nhưng mà cây liễu lại có thể ngăn được ma quỷ. Đây chính gọi là mu bàn tay dùng để đánh quỷ. Như khi chúng ta đánh nhau, nếu dùng mu bàn tay để đánh, đó chính là đánh vào hồn phách của đối phương. Bởi vì mu bàn tay là âm, lòng bàn tay là dương, cho nên nếu dùng mu bàn tay để đánh, như vậy bạn sẽ làm tổn thương hồn phách của đối phương. Cũng đồng với một lý như vậy, những loại cây khác không ngăn chặn được quỷ, chỉ có dùng cây liễu thuộc âm mới có thể ngăn chặn được quỷ. Dân gian chẳng phải đã có câu nói, dùng cành liễu đánh quỷ, quỷ sẽ bị thấp đi ba tấc hay sao? Bởi vì cây liễu là một loại có thực thể Do vậy trồng liễu có thể ngăn chặn được ma quỷ Rời khỏi thôn của lão bá tôi tiếp tục lái xe trên con đường trở về quê Sau khi rời khỏi thôn phía trước mặt tôi là một vùng núi rộng lớn Ở Giang Tây có rất nhiều rừng núi Những người đã từng tới Giang Tây chắc cũng đều biết Hiện tại là tôi đang chạy trên con đường như vậy Xe chạy hai chục cây số mà vẫn không trông thấy xe cổ hay là thôn xóm cũng là điều rất bình thường Tôi liền lái xe liên tục nửa tiếng đồng hồ Đêm càng ngày càng khuya Lúc này cũng đã là một giờ sáng Phía trước mặt của tôi bắt đầu có sương mù dày đặc Cả một quãng đường chỉ thấy toàn sương trắng Trong đêm khuya không thể phát hiện ra bất cứ một cảnh vật gì Vì vậy mà tôi đành phải giảm tốc độ Đại khái khoảng gần hai chục phút sau thì đột nhiên tôi cau mày bởi vì tôi bất chợt nhìn thấy ở bên đường có một tấm biển ghi ba chữ Hoàng Tuyển Lộ tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái trong đầu của tôi thầm nghĩ sao người này lại đặt tên cho con đường bằng một cái tên như vậy hoàng tuyền lộ đây chẳng phải là con đường dưới âm tạo địa phủ hay sao đột nhiên con đường tôi đang đi lại đặt tên thành đường hoàng tuyền lộ chẳng phải là rất không may mắn hay sao có điều lúc này tôi chợt nhớ đến con đường hầm có tên là minh sơn kia đường hầm minh sơn chẳng phải cũng là đường đi xuống minh phủ hay sao cho nên hiện tại tôi gặp phải Hoàng Tuyển Lộ Điều này đã là quá rõ ràng Chẳng biết vì quan chức chính phủ nào lại lấy tên ngu ngốc như vậy để đặt tên cho con đường nữa Nhưng mà có một điều khiến cho tôi không thể ngờ tới Chính là sau khi tôi tiếp lục lái xe về phía trước chừng hơn 10 phút Tôi bắt đầu có một cảm giác vô cùng bất an Bởi vì con đường phía trước mặt quá vắng vẻ và lạnh lẽo Đã thế sương mù cũng ngày càng dày đặc hơn Tôi còn nhớ lúc trước ngồi nghỉ ngơi tại chỗ quán của lão bá, khi đó tôi còn nhìn thấy có xe cổ qua lại, nhưng mà hiện tại tôi đã lái xe hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà tôi không gặp được một chiếc xe nào cả. Nghe đến đây tôi bắt đầu cho xe đi chậm lại, cũng đúng vào lúc này phía trước mặt tôi xuất hiện một cây cầu rất lớn. Cây cầu này rất dài và rộng, đưa mắt nhìn không thấy được đầu cầu phía bên kia do vì sương mù đang rất dày đặc tôi có cảm tưởng như cây cầu này nối thông tới một thế giới khác vậy. Lúc này dự cảm bất an của tôi càng thêm mãnh liệt. Cứ vào lúc đó xe của tôi cũng đã chạy tới đầu cầu. Có điều tôi không cho xe chạy thẳng lên cầu mà dừng lại ngay chỗ đầu cầu. Tôi đưa mắt quan sát kỹ cây cầu. Bất ngờ tôi kinh hoàng phát hiện một tấm bia biển được ghi ba chữ rất lớn. Cầu Nại Hà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.